Chào quý anh chị em và các bạn gần xa thân mến, mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã đồng hành, quan tâm theo dõi kênh YouTube Minh Quê Cuộc Sống. Thì mình không có gì hơn, mình xin trân trọng, chân thành và ghi nhận. Và sau đây mình chia sẻ đến với các bạn một bài báo có tiêu đề Hình ảnh mặt trời kỳ lạ trên bầu trời Quảng Ngãi của báo Dân Trí nha các bạn. Sau đây là nội dung chi tiết. Hình ảnh được người dân Quảng Ngãi ghi lại cho thấy mặt trời được bao phủ bởi một màn ánh sáng đỏ rực, chuyển động liên tục rất lạ mắt. Nhiều ngày qua, người dùng mạng xã hội tại Quảng Ngãi truyền tay nhau clip ghi lại hình ảnh vô cùng độc đáo về mặt trời bị một viền sáng đỏ bao phủ. Hình ảnh trong clip cho thấy mặt trời màu vàng bị bao phủ bởi một màn ánh sáng đỏ rực. Màn ánh sáng đỏ dần chuyển thành viền bao quanh mặt trời khá rõ nét, trong khi màu đỏ ở giữa loang lổ. Điều đặc biệt là viền ánh sáng đỏ dường như chuyển động liên tục khiến mặt trời trông như một quả cầu đang bốc cháy. Hình ảnh này do chị Quỳnh Ngọc, thành phố Quảng Ngãi ghi lại. Theo chị Ngọc, chị vô tình phát hiện hiện tượng đẹp mắt này cách đây 5 ngày khi đang đứng ở khu du lịch biển Mỹ Khê. Thời điểm đó khoảng 17h30 ngày 14 tháng 4, trời quang đãng, nắng đã dịu đi nên có thể nhìn rõ mặt trời bằng mắt thường. Hiện tượng này xảy ra trong khoảng vài phút rồi biến mất. Ánh sáng đỏ chuyển động rồi tạo thành viền xung quanh mặt trời rất đẹp, nhìn lạ nên mình quay lại để cho mọi người cùng xem. Sau khi xem clip nói trên, một chuyên gia khí tượng nhận định trong tự nhiên vẫn thường xuất hiện nhiều hình ảnh được xem là lạ và đẹp về mặt trời. Những hình ảnh này không có gì kỳ lạ, kỳ bí, mà thật ra đây là hiện tượng quang học. Tuy nhiên hiện tượng quang học này hiếm khi xảy ra nên nhiều người thấy lạ. Về hình ảnh trên bầu trời Quảng Ngãi, chị Ngọc cho rằng đây có thể là hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong khí quyển. Hiện tượng này thường xảy ra rõ hơn trong những ngày trời nhiều mây hoặc có độ ẩm cao và vào thời điểm hoàng hôn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở video clip sau.